một sớm ở đoạn giữa của đường Krasnaya, lối đi hướng lên dạp Aproza đây. Khách sạn Cáp Cáp trên phố đỏ đây, nơi nhiều người cũng đã từng qua đây trú ngụ đây rồi. Quán Bubaras đây là cửa hàng bán sản phẩm của Siberia này. Cửa hàng bán sản phẩm Siberia của Krasnodar.
trước mặt các bạn là rạp Aproza nhé.